Thiền viện Trúc Lâm An Giang vừa tổ chức đại lễ đặt đá xây dựng bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tham dự lễ có ông Vương Bình Thạnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư huyện ủy cùng các vị hòa thượng chư tăng Phật tử mạnh thường quân. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm xây dựng với chiều cao 63 m, chất liệu bê tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng khoảng 42 tỷ đồng. Công trình xây dựng được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 xây dựng chân đế, nền móng, giai đoạn 2 xây dựng kết cấu, chịu lực đảm bảo yêu cầu kỹ thuật giai đoạn 3 hoàn chỉnh không gian khuôn viên, thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng. Thiền viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng từ năm 2017 với lối kiến trúc truyền thống của Phật giáo gồm hai khu vực. Khu nội diện xây dựng trên núi gồm thiền đường, tăng đường và khu ngoại diện xây dựng trên phần đất liền với diện tích 4 hecta gồm các hàng mục, chánh điện, nhà tổ, hội trường, thiền đường, lầu chuông, chai đường, cổng tam quan. Tổng diện tích công trình khoảng 11 hecta. Trên đỉnh núi trước khu nội diện, bên trái sẽ xây dựng ngôi bảo tháp 13 tầng, bên phải dựng tượng Bồ Tát Quan Âm cao 63 mét.